Trước khi vào video, đây là tựa game Cold Express Big Box và nó có giá là khoảng 1.470.000 đang bán ở Board Game Center. Các bạn có thể ghé qua và mua sản phẩm này nhé. Kết hợp cùng với mã của chúng mình thì các bạn sẽ được giảm thêm 3% nữa đó. Bây giờ chúng ta cùng vào video thôi. Tại sao mà nó lại là góc quay như thế này? Bình thường mình hay để thẳng xuống hoặc là có người, nhưng mà bây giờ mình cảm thấy là cái game này cần góc quay. Bởi vì thứ nhất là nhân vật có thể nhảy lên nóc được, và cái khu này nó có 2 tầng ấy, nên là mình nếu quay từ trên xuống ấy, chúng ta sẽ chỉ nhìn được tầng trên thôi, không nhìn tầng dưới. Và đó là lý do tại sao lại có góc quay kỳ lạ như thế này đó. Đây là cách chơi cơ bản của tựa game Cold Express. Đầu tiên chúng ta sẽ có một cái đầu máy, chính là cái này. Mình để đầu. Cái đầu máy này ấy, nó là đầu máy xe lửa thôi, không có gì cả. Sau đấy thì chúng ta sẽ lấy số lượng toa tàu bằng với số lượng người chơi. Chúng ta sẽ để một cái túi tiền có giá là 250 đồng sang bên cạnh, tương ứng với mỗi người chơi. Sau đó thì chúng ta sẽ thêm những cái biểu tượng loot vào những cái toa tàu này với những cái số mà nó ghi sẵn ở đây này. Đấy. Ví dụ như toa này là gồm 3 túi này. Bây giờ chúng ta sẽ để cái Meeple Muscle vào cái toa locomotive đầu tiên này. Đấy. Và một biểu tượng là cái vali. Tiếp theo thì chúng ta sẽ để 13 cái thẻ Nature Bullet Card bên cạnh cái locomotive, tức là bên cạnh cái đầu máy này. Mỗi người chơi sẽ chọn một nhân vật, mình lấy nhân vật màu trắng. Đây, sẽ có một cái bảng như thế này, có cái phần để thẻ này, chức năng này. Như vậy thì mình sẽ lấy các thẻ tương ứng, đầu tiên là thẻ Bullet. Gồm 6 thẻ, mình sẽ để từ 1 đến 6, 6 ở trên cùng. Để vào cái bảng này. Tương tự, đây là các cái thẻ của nhân vật thì chúng ta cũng để úp vào cái bảng này, như thế này. Và vì chỗ này thì trông nó hơi kỳ nên là mình sẽ để dịch lên một tí cho các bạn xem nhé. Và mình sẽ lấy một cái túi tiền 250 đồng để bên cạnh nữa. Nếu mà có chỗ thì các bạn sẽ để lên cái bảng này, nhìn nó đẹp hơn rất là nhiều. Cuối cùng là chúng ta sẽ lấy 5 trong tổng số là 7 cái thẻ này, nếu mà chúng ta chơi từ 2 đến 4 người chơi đây này, có ghi đấy. Còn nếu mà các bạn chơi 5 đến 6 cũng có thẻ riêng, mình sẽ lấy 5 ở đây. Mình để ở đây đi, cho dễ nhìn. Sau đó thì chúng ta sẽ đặt người chơi. Chúng ta sẽ đặt từ toa cuối về toa đầu theo thứ tự người chơi và sẽ đặt ưu tiên ở phần gần đấy trước. Nhân vật đầu tiên màu trắng của mình này sẽ để ở đây. Nhân vật thứ hai chẳng hạn màu xanh đi, thì sẽ để vào đây, ở toa tiếp theo. Nhân vật thứ ba là màu xanh lam thì sẽ không để ở đây mà sẽ để lại về toa này. Bởi vì vẫn theo luật thôi, nó liên kế nhau mà. Thì còn nhân vật cuối cùng đi thứ tư sẽ để ở đây. Và đó là chúng ta đã set up xong cho cái trò chơi này. Mục tiêu của trò chơi này đấy là bạn trở thành tên cướp giàu có nhất. Trò chơi sẽ có 5 round tương ứng với 5 cái thẻ mà mình vừa mới lấy ra này. Và mỗi round chúng ta sẽ có 2 phase. Phase đầu tiên là skimming và phase thứ hai là stealing. Ở phase 1, skimming, người chơi đầu tiên sẽ lật thẻ trên cùng của cái chồng round này và để ở trên bàn sao cho ai cũng thể nhìn được như mình đang làm đây. Ở trên cái thẻ round này sẽ cho chúng ta biết là các cái loại lượt, thì chúng ta sẽ có một số loại lượt như sau. Với biểu tượng này sẽ là lượt cơ bản, sẽ không chuyện gì xảy ra. Người chơi sẽ chơi các cái thẻ hành động ngửa ra. Với biểu tượng màu đen thêm cổng này là biểu tượng hầm, thì người chơi sẽ chơi thẻ ở thế úp. Biểu tượng này là biểu tượng speed up, tức là một người chơi sẽ có 2 lượt liên tiếp. Còn biểu tượng này là biểu tượng switching, tức là biểu tượng xoay ngược vòng chơi, sẽ bắt đầu từ người đi đầu xoay ngược lại vòng chơi. Tôi cảm thấy trình độ nói tiếng Việt của mình bị sai sai. Quay lại phase 1 skimming, thì người chơi sau đấy sẽ rút 6 thẻ. Bắt đầu từ người chơi đầu tiên, mỗi người chơi sẽ có một lượt chơi theo chiều kim đồng hồ. Và ở lượt chơi thì họ sẽ phải làm một trong hai hành động. Hành động 1 là bạn đánh ra một thẻ action ở thế ngựa. Và hành động 2 đấy là rút 3 thẻ từ chồng thẻ rút của mình. Bạn rút về. Ví dụ mình đang cầm 6 thì rút 3 thì 9 thẻ. Và chúng ta sẽ chơi liên tục như vậy cho đến khi mà tất cả mọi người đã trải qua hết 4 lượt. Vậy là hết cái giai đoạn skimming. Chúng ta sẽ đến phase 2, đấy là phase stealing. Khi này thì người chơi đi đầu sẽ lật cái chồng thẻ này về vị trí úp. Sau đó thì chúng ta sẽ thực hiện từng hành động một và xử lý. Ví dụ như này là người chơi của mình sẽ bắn. Như này là người chơi màu xanh sẽ trèo lên tầng 2. Màu xanh trời cũng trèo lên tầng 2. Đấy, và chúng ta sẽ xử lý cho đến hết cái chồng thẻ này. Lưu ý là những thẻ tạo lên chồng này và lật ra là những thẻ bắt buộc phải hành động. Vậy nên là chúng ta không thể bỏ qua được. Sau khi mà hoạt động xong ấy thì chúng ta sẽ lấy toàn bộ các thẻ về.
trộn vào trong thẻ cũ của mình. Và chúng ta sẽ chuẩn bị cho round tiếp theo. Trò chơi sẽ diễn ra như vậy cho đến khi các bạn chơi qua đủ tất cả các round. Và ở cuối round thứ 5 chúng ta sẽ tổng lại điểm và ai là người giàu có nhất sẽ trở thành người chiến thắng. Và ở phần thẻ này chúng ta sẽ có một cái phần để thưởng cho những cái người chơi mà bắn ra nhiều viên đạn nhất trong cái trò chơi này. Thì ai được nhiều nhất sẽ được là 1.000 đô. Còn bằng nhau thì mỗi người 1.000. Và vừa rồi thì mình đã hướng dẫn qua cho các bạn cách chơi cơ bản của tựa game Cold Express. Ok, mình không làm mất nhiều thời gian các bạn nữa, chúng ta sẽ đi vào vấn đề luôn. Đây là các thẻ mà sẽ có ở trong Cold Express. Đầu tiên sẽ là các thẻ di chuyển. Đây, move, di chuyển. Nếu như mà bạn đang ở trong những cái toa tàu này này thì bạn được quyền di chuyển một toa tàu, tức là bạn đi từ toa này sang toa kia bình thường. Nhưng mà nếu các bạn đang ở trên nóc, tức là tầng 2 ấy, của những cái toa này này, thì các bạn sẽ được di chuyển là từ 1 tới 3 ô, tức là bạn đi lên đây, bạn đi được đến tận đây. Tiếp theo là đến thẻ này là thẻ Change Floor, tức là bạn sẽ thay đổi cái tầng của mình. Bạn đang ở tầng 1 thì bạn sẽ trèo lên tầng 2 của chính cái toa đấy. Đây là thẻ Shoot. Và nếu như các bạn ở trong cái tầng 1 ấy, thì bạn được quyền bắn những người ở trong cùng cái toa của bạn, hoặc là những người ở toa bên cạnh toa của bạn. Không được bắn người cách xa mình quá một toa. Còn khi mà bạn ở trên nóc tàu ấy, thì bạn được quyền bắn ở trong tầm nhìn của bạn. Còn nếu mà trong tầm nhìn của bạn không ai thì bạn giữ lại đạn nhé. Còn cách một toa là như nào thì từ đây sang đây là một toa, còn từ đây sang đây là hai toa. Ok. Và khi mà bạn bắn một tên cướp khác thì bạn phải đưa cho hắn một cái thẻ đạn của bạn nhé. Thẻ tiếp theo ở đây là thẻ rob, rồi thẻ cướp hay là ở cướp. Thì bạn sẽ nhặt được những cái túi hàng hay là những cái đồ có giá trị hay đá quý này. Nhưng với điều kiện là bạn sẽ lấy ở trong cái khu mà mình đang đứng nhé. Còn nếu mà bạn đang ở trên nóc hoặc là ở khu không có gì thì bạn sẽ không lấy được gì cả. Thẻ tiếp theo là thẻ punch, tức là đấm. Ở thẻ này thì bạn phải ở cạnh một cái người ăn cướp. Và bạn sẽ chọn họ, đấm họ một cái để cho họ bay sang một trong hai toa tàu ở liền kề. Và bạn sẽ cướp của họ một cái túi đồ. Tuy nhiên thì cái túi đồ đấy nó sẽ ở lại cái toa tàu mà bạn đã đấm người ta, chứ nó sẽ không nằm trong túi của bạn nha. Ok, thẻ cuối cùng ở đây là thẻ nói về anh Samuliem. Thì cái thẻ này nó sẽ đưa cái người muscle này, tức là người cảnh sát trưởng, hay là cũng có thể dịch là soái ca, sang một cái toa tàu liền kề. Và khi này thì những cái kẻ cướp ở trong cái toa tàu này ấy, sẽ phải chạy lên nóc hoặc là trốn. Bất cứ khi nào mà cái người cảnh sát trưởng này tiến đến một khu mà có một kẻ cướp, hoặc là kẻ cướp tiến đến khu đang có cảnh sát trưởng, thì kẻ cướp luôn luôn phải trèo thẳng lên nóc. Và khi đó thì một kẻ cướp sẽ phải lấy một cái biểu tượng này để cất vào cái phần chơi của mình, tức là bị cảnh sát trưởng nhìn thấy và bắn. Phần tiếp theo thì chúng ta sẽ nói về các cái chức năng của thẻ. Khi mà các bạn chơi được một thời gian rồi thì chúng ta sẽ đến lúc sử dụng kỹ năng của các nhân vật, cũng như là thêm một số cái event ở đây. Khi này thì thay vì lấy 5 thẻ, chúng ta sẽ lấy 4 thẻ bình thường thôi và trộn thêm cái thẻ tàu này vào, lấy một thẻ thôi. Vậy thì chúng ta cùng giới thiệu một chút event nhé. Đây là event khiến cho toàn bộ những cái kẻ cướp ở trên tàu này sẽ phải nhận một cái thẻ Natural Bullet, tức là nhận một cái thẻ đạn để fake down ở trong cái chồng thẻ của bản thân. Vị trí tiếp theo ở đây đấy chính là cho thêm một cái biểu tượng vali này vào cái vị trí mà Muscle đang đứng. Event này tên là Angry Muscle, tức là cái người cảnh sát trưởng ấy sẽ tức giận và bắn vào những cái tên cướp đang đứng ở trên cái toa tàu của người cảnh sát trưởng đó. Và sau khi mà bắn xong ấy thì người cảnh sát trưởng này sẽ di chuyển tiến về phía cuối của đoàn tàu. Nếu mà anh ta đang ở cuối rồi thì thôi. Và người cảnh sát trưởng này sẽ chỉ di chuyển một toa thôi nhé. Event này tức là tất cả người chơi đang ở phần nóc tàu sẽ di chuyển về toa cuối cùng. Event này tên là Event Breaking. Thì tất cả người chơi đang ở phần nóc tàu này sẽ phải di chuyển về toa sát với toa đầu máy. Còn người chơi đang ở toa đầu máy thì đứng im ở đấy. Tiếp theo là đến các sự kiện ở lá Train Card. Thì chúng ta sẽ có 3 sự kiện. Sự kiện đầu tiên là sự kiện Muscle Revenge. Thì như này, tất cả các người chơi đang ở cái toa mà có cái người cảnh sát trưởng ấy sẽ phải để lại một cái token mang giá trị. Còn nếu không có thì thôi. Sự kiện tiếp theo là sự kiện Pickpocket, tức là những cái người chơi mà đứng ở những cái khu vực đang có các cái biểu tượng loot này sẽ lấy một cái về để úp xuống và đặt trên cái bảng chơi của mình. Và sự kiện cuối cùng là những cái người chơi mà đang đứng ở cái nóc của cái đầu máy ấy, sẽ được hưởng 250 đô lấy từ bên ngoài vào. Ok, cuối cùng là các cái nhân vật và chức năng của họ. Ghost, chức năng của Ghost đấy là ở turn đầu tiên của một round, Ghost có thể sử dụng thẻ ở thế úp thay vì ngựa. Dock, khi bắt đầu
Một round thì Doc có 7 thẻ thay vì 6. Tuco, Tuco nghe giống Tuco ở trong tập làm người xấu ha. Thì chức năng của Tuco có thể là bắn được cái tên cướp ở khác tầng của mình. Cheyenne, khi đấm một người chơi khác thì bạn được quyền lấy một cái loot token của họ thay vì là để ở cái sàn. Nhưng mà chỉ lấy được túi thôi nhá. Đây. Còn nếu mà đấy là những cái viên ngọc hay là một cái vali thì các bạn sẽ vẫn để ở sàn. Bell, với cái nhan sắc này thì chức năng của Bell đấy là bạn sẽ không thể bị đấm hoặc là bị bắn nếu như mà có một mục tiêu khác thay vì bạn. Dango, chức năng của Dango tức là bạn có thể khi bắn vào một tên cướp thì sẽ đẩy hắn về cái toa tàu xa nhất có thể so với bạn, nhưng không được bắn ra khỏi tàu. Wow, mạnh. Đây là Mei, chức năng của Mei đấy là khi mà Mei chuyển tầng thì được quyền chuyển chéo, tức là không nhất thiết phải trèo lên chính cái tầng của cái toa mà mình đang đứng mà có thể trèo chéo sang toa khác. Đây là Siêu, nhân vật mới nhất. Thì Siêu khi vào game sẽ được chọn một trong ba chức năng. Chức năng đầu tiên là di chuyển. Khi mà di chuyển ở trên toa tàu, kể cả bạn ở bên trên nóc hay là ở bên trong toa tàu thì bạn cũng chỉ di chuyển được tối đa là 2 vị trí thay vì là 3. Ví dụ như thế này. Điều này có nghĩa là khi bạn ở trên nóc thì bạn chỉ đi được 2 thôi, chứ còn không thể đi được 3. Khi mà di chuyển thì bạn được quyền đi xuyên qua nơi mà đang có cảnh sát trưởng hoặc là shotgun. Năng lực thứ hai là năng lực né. Bạn sẽ đưa cho người chơi khác những cái viên đạn gọi là đạn Nature Bullet khi mà bạn đi qua và gặp phải muzzle hoặc shotgun. Và bạn vẫn áp dụng cái luật thay đổi vị trí như bình thường, chẳng qua là bạn né được. Thay vì là bạn trúng đạn thì bạn sẽ đưa thẻ đấy cho cái người chơi khác thôi. Tuy nhiên ấy, nếu mà một người chơi đang sử dụng muzzle thì bạn vẫn trúng đạn như bình thường nhé. Và bạn sẽ không thể né được những cái do sự kiện gây ra. Và năng lực thứ ba là năng lực Block. Bạn sẽ khóa được cái cửa sổ và sẽ không ai có thể đi vào thông qua cửa sổ. Rồi nói chung thì mình sẽ ghi cái đoạn này ở đây cho các bạn dễ nhìn nha. Và đó là toàn bộ các cái thông tin hay là chức năng của nhân vật mà bạn cần biết ở trong tựa game Cold Express này. Hy vọng sau khi xem video này thì bạn đã có thể chơi trò chơi này một cách dễ dàng nhất. Và nếu như các bạn có ý kiến gì vui lòng comment xuống bên dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye. Keyboard game, đơn giản nhưng không nhàm chán.